Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào tháng 5 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Nội dung vụ án sơ bộ như sau: lợi dụng nhu cầu mua bán vận chuyển mặt hàng quả cao từ Myanmar về Việt Nam, đầu tháng 5 năm 2024, Lê Văn Vị sinh năm 94 trú tại xóm 9 xã Tân Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra các thông tin gian dối, ký hợp đồng nhận 5 container chứa quả cao khô có tổng trọng lượng 120 tấn trị giá khoảng 20 tỷ đồng cho anh Cao Y Y sinh năm 1990 quốc tịch Trung Quốc để làm thủ tục vận chuyển và nhập khẩu từ Myanmar về Việt Nam. Sau khi 5 xe container chứa quả cao khô được vận chuyển, nhập khẩu và thông quan tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình và Việt Nam, Lê Văn Vị đã thực hiện hành vi chiếm đoạt toàn bộ số cao khô trên. Ngày 12 tháng 6 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Vị về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra xác minh xác định còn liên quan trực tiếp đến các đối tượng Đỗ Quý Tùng sinh năm 1993 trú tại tổ dân phố Tân Sơn, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1999 trú tại tổ dân phố Trung Hòa, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Nhâm Quốc Cường sinh năm 1997 trú tại xóm 11 xã Tân Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và Nguyễn Văn Chiến sinh năm 1993 trú tại xóm 14 xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định truy tìm người đối với các đối tượng trên. Sau nhiều ngày truy tìm chưa có kết quả, ngày 24 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên có thư kêu gọi các đối tượng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để làm việc. Tuy nhiên đến nay, các đối tượng vẫn chưa đến làm việc theo giấy triệu tập. Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết triệt để vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên có đề nghị các cơ quan truyền thông phối hợp thông báo tìm người. Tổ chức cá nhân rà soát hệ thống phân phối và khách hàng nếu phát hiện có bán chất cyanua cho khách hàng Nguyễn Thị Hồng Bích, nghi phạm trong vụ đầu độc tại Đồng Nai, cần báo ngay với cơ quan thẩm quyền. Đây là yêu cầu được Cục Hóa chất Bộ Công Thương đưa ra nhằm tăng cường kiểm soát hóa chất hạn chế. Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm soát hóa chất hạn chế, ngăn ngừa việc lạm dụng hóa chất hạn chế sai mục đích, Cục Hóa chất Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thanh tra kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý hóa chất đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, sử dụng, tồn trữ hóa chất hạn chế trên địa bàn quản lý, báo cáo kết quả thực hiện. Cục Hóa chất đề nghị các tổ chức cá nhân chỉ được sản xuất kinh doanh hóa chất hạn chế khi được Bộ Công Thương cấp giấy phép, cùng với đó thực hiện đúng theo các nội dung của giấy phép và các cam kết đã nêu tại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép. Đặc biệt, các tổ chức cá nhân hoạt động liên quan đến hóa chất không được bán hóa chất hạn chế cho các đối tượng không đủ điều kiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định 113 năm 2017, tức khách hàng mua để kinh doanh phải có giấy phép kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp, khách hàng mua để sử dụng phải đảm bảo đáp ứng đủ các yêu cầu về sử dụng hóa chất. Các tổ chức cá nhân hoạt động liên quan đến hóa chất cần thực hiện nghiêm túc quy định lập và lưu giữ phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc, xây dựng và cung cấp phiếu an toàn hóa chất. Các tổ chức cá nhân kinh doanh hóa chất hạn chế phải thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hàng năm về hoạt động hóa chất thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia theo quy định. Cục Hóa chất khuyến khích các tổ chức cá nhân nhập thông tin về hoạt động mua bán hóa chất hạn chế lên hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia ngay sau khi thực hiện mua bán giao nhận hóa chất. Đáng chú ý, Cục Hóa chất đề nghị tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh, tồn trữ, vận chuyển, sử dụng các hợp chất cyanua và N2O đề nghị thực hiện các nội dung báo cáo tình hình hoạt động hóa chất từ đầu năm 2024 đến nay và gửi về Cục Hóa chất trước ngày 15 tháng 8 năm 2024. Bên cạnh đó, tổ chức cá nhân soát hệ thống phân phối và khách hàng nếu phát hiện có bán hóa chất cyanua cho khách hàng Nguyễn Thị Hồng Bích nghi phạm trong vụ đầu độc tại Đồng Nai cần báo cáo ngay với cơ quan có thẩm quyền. Mua dễ dàng, giá rẻ, tiềm ẩn nguy cơ một số người sử dụng loại hóa chất này sai mục đích, đe dọa đầu độc tính mạng người khác. Tháng 7 năm 2024, dư luận phẫn nộ khi nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích ở huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai đã mua cyanua để đầu độc chính chồng và ba người cháu của mình. Thông tin về vụ án trên vào tháng 7 năm 2024, Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, năm 2022, đối tượng Bích mua cyanua trên mạng xã hội và cất trong phòng ngủ.
xác định tính chất nghiêm trọng giết nhiều người với động cơ đê hèn, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt bị can Bích về hành vi giết người. Mới đây, Tòa án Nhân dân huyện Khoái Châu tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy tại xã Hàm Tử. Vụ án thứ nhất xét xử bị cáo Vũ Văn Cường sinh năm 1996, trú tại thôn Vân Trì, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, bị truy tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 249 Bộ luật hình sự, theo cáo trạng khoảng 1 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2024 tại khu phố Vinh Quang, thị trấn Khoái Châu, Vũ Văn Cường đã có hành vi tàng trữ trái phép 19.382 gam methamphetamine nhằm mục đích sử dụng thì bị phát hiện và bắt giữ. Vụ án thứ hai xét xử bị cáo Phạm Văn Hiến sinh năm 1991, trú tại thôn An Cảnh, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, bị truy tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 249 Bộ luật hình sự, theo cáo trạng khoảng 21 giờ 20 phút ngày 9 tháng 5 năm 2024 tại khu phố Vinh Quang, thị trấn Khoái Châu, Phạm Văn Hiến đã có hành vi tàng trữ trái phép 0,323 gam methamphetamine nhằm mục đích sử dụng thì bị phát hiện bắt giữ. Vụ án thứ ba xét xử bị cáo Nguyễn Văn Nhượng sinh năm 1994, trú tại thôn An Cảnh, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, bị truy tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 249 Bộ luật hình sự. Theo cáo trạng khoảng 6 giờ 50 phút ngày 24 tháng 5 năm 2024 tại thôn Bình Dân, xã Tân Dân, Nguyễn Văn Nhượng đã có hành vi tàng trữ trái phép 0,383 gam methamphetamine nhằm mục đích sử dụng thì bị phát hiện bắt giữ. Căn cứ tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Khoái Châu đã tuyên phạt Vũ Văn Cường 7 năm tù, Phạm Văn Hiến 1 năm 9 tháng tù, Nguyễn Văn Nhượng 2 năm tù. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã ra khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Vương, tổng giám đốc công ty cổ phần sữa Hà Lan về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Trước đó, cuối năm 2022, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường thuộc Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại công ty cổ phần sữa Hà Lan có địa chỉ tại 335 Trần Cung, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cùng các chi nhánh và kho hàng của công ty. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu thập 67 mẫu sản phẩm từ 33 loại sản phẩm của công ty cổ phần sữa Hà Lan. Kết quả giám định cho thấy 66 trên 67 lô sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng dưới 70%, với tổng số lượng hàng hóa là 24.400 hộp và giá trị hóa đơn hơn 4,1 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, sau khi xây dựng nhà máy Holland Mill tại km 39 quốc lộ 18, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, Hải Dương, Nguyễn Trung Vương đã chỉ đạo trực tiếp nhân viên trong khâu sản xuất và lưu thông sản phẩm từ mua nguyên liệu, xây dựng quy trình sản xuất, nhận đơn đặt hàng đến lựa chọn sản phẩm và số lượng, đơn giá, thời gian giao hàng. Sau đó, ban hành lệnh sản xuất cân nguyên liệu phụ gia theo công thức có sẵn trong lệnh sản xuất, phối trộn, đưa vào máy đóng hộp, đóng nắp, dán nhãn, in hạn sử dụng cho đến khâu kiểm tra, đóng thùng các tông, đưa về kho thành phẩm rồi vận chuyển đến nơi tiêu thụ. Việc điều hành công việc sản xuất chủ yếu được thực hiện từ xa thông qua mạng máy tính Zalo theo nhóm giữa tổng giám đốc và các nhân viên. Ngoài ra, cơ quan điều tra phát hiện Đỗ Minh Thu, kế toán trưởng của công ty cổ phần sữa Hà Lan, tự ý chỉnh sửa hai phiếu kết quả kiểm nghiệm và làm giả giấy tờ của Ủy ban Nhân dân xã để hợp thức hóa các sản phẩm. Cơ quan điều tra tách hành vi của bị can Thu thành một vụ án hình sự khác và cơ quan tố tụng truy xét xử về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Ngày 16 tháng 4 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Chí Linh đã tuyên án 62 tháng tù giam đối với Đỗ Minh Thu.